một mình ta mà chống đỡ tới hai người. Chị xin chào em nhà Trường Giang. Nhà Trường Giang. Hơ Ri Thành ơi, chị cũng chào em. Cái cha cho giống cầu xin. Chào Tiến Lực. Dạ. Cùng tất cả trong phim Trường Sao Hầm Vỗ Tay đại khuyên kích tinh thần. Bây giờ mới bắt đầu thi, bấm chuông đi. Bấm chuông kìa. Chị có 60 giây vô chị. Ơi trời. Chuẩn bị. Bấm chuông rồi. Rồi, từ chị chuẩn bị xong đi, bấm lại. Chị chuẩn bị xong đi đã. Bấm. Em bấm nãy giờ mười mấy giây rồi. Ủa chị ơi. Trời ơi. Coi lại cái đi. Chuẩn bị lại, chuẩn bị lại. Chị khoan, chị bình tĩnh. Chị đứng ở đó đi. Hả? Làm lại chứ chị không có thời gian nhiều. Không có thời gian. Xong chưa Lực? Chưa. Rồi. Chưa xong. Chị hỏi chị xong chưa mới đúng á. Rồi. Chị xong chưa? Rồi. Rồi, 60 giây của chị bắt đầu. Thành, sao đám giỗ năm nay em không về? Mày biết đám giỗ má năm nào mày cũng về. Dạ. Bữa nay mày dặn 50 lít bia, ký bia, kết bia mà mày không về. Mày để Kha đi qua nó về. Nó quất cho tao một thùng rượu. Dạ. Nè, mày thấy không? Xin lỗi mày chị. Mày về mày trả tiền rượu đi. Rồi mày buồn tao vậy? Không có buồn gì nữa. Tao nói mày nghe, ở quê tắm xong thì nó bình thường vậy. Đúng. Mày leo tuốt cây mày u mày nhảy xuống cho nó lách cái quần cái mày giận tao năm nay mày không về à. Bây giờ vậy nè, mày uống miếng cho tao đi thì mày hết giận tao. Còn mày không uống thì mày giận tao thiệt á. Nè, đi thăm cái mày xuống mày uống trà mày quất 10 lít rượu. Động trời không? Đó. Mỗi lần á mày dặn bia là được rồi. Bữa nay mày đem rượu chứ nhà. Quá thông minh. Gài có duyên quá. Cô trở lại chỗ cũ đi cô. Cô gài có duyên quá. Chúc mừng cô vừa có 2 triệu. Quá mày đừng có chữ Hariron nó khùng nữa nha. Mày thương nó biết đâu. Nó về nó mét tao nói chị coi. Thôi mình hết thi rồi. Ông cứ ông chữ ông khùng hoài. Để dành lát thi nữa. Cô vừa có 2 triệu. Cô có muốn thi nữa không? Cái đó là thi rượu nữa. Cái đó là rượu thiệt đó mấy bạn. Hồi nãy tôi ngu tôi quất vô là chết tôi rồi. Rượu thiệt đó. Nhưng mà cô gài có duyên lắm, hiểu không? Tại vì cái thế cô đưa cho nó là bây giờ mày nào không giận tao thì mày quất với tao ly này. Đúng không? Tại vì đúng tâm lý là cái người đó là phải uống để không giận cô. Rồi. Mừng quá Lực. Thôi. Sao hôm nay mày xuất hiện? Dạ. Ôi mày. Bây giờ... Bữa tuổi lên ăn bánh xèo mày không theo mày lên. Dạ chị ơi, cô ơi bây giờ cô có thi nữa không cô? Ừ, giống bà nó ghê luôn. Cô biết ba luật luôn hả cô? Ừ. Đậu giống y anh hai tao. Biết là biết ba luật luôn. Ừ. Thôi bấm đi. Làm luôn. Bấm luôn nha. Rồi. Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Micro đầu máy đồ. Đâu rồi? Dàn ekip đâu mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị rồi phải không? Alo. Kính thưa đồng bào. Sau lưng là đồng ruộng. Và trong túi tôi đồng tiền. Hôm nay nó cũng như ngày hôm qua. Mặt dầu cũng như mặt mỡ. Dù răng cũng như dù sọc mà dù nào cũng giải hợp tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống đánh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt. Nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi. Nó dẻo đến nỗi mà nó dính trên vách luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó trên luôn. Bạn đã chiến thắng vang dội. Thắng thuộc trong đôi đây bạn đã lên tay rồi. Chúc mừng cô vừa có 10 triệu đồng. Ở đâu ra cái loại nếp mà dục lên tường dính tường
Rồi con chó xích ăn phóng ra dính con chó. Con gà quên đi, quên con gà mổ dính gà trở nó rớt không được, ném nó dẻo quá. Con chó vui hơn. Rồi con chó nó mới bay lên táp gà dính chó trở luôn. Quên. Duyên, không cái đó duyên. Cái đó vui hơn cái này. Cái đó vui. Đó là Trường Giang cười liền luôn á. Đó là cười á. Nhưng mà cô được một cái rất hay mà nhiều thí sinh tham gia chương trình không có, tức là cô nói xong một câu, cô không việc gì phải vội vàng và tất cả người đều phải chờ đợi cô nói câu thứ hai. Và quan trọng là cô biết cách sử dụng cái từ cái âm sắc của cái từ miền Nam. Giống như năm là cô nói là năm nào mới đi rồi, nhất định năm nay lấy lợi những gì đã mất, hay là đã mất lợi những gì đã có. Rồi, bây giờ là mình đang ở vòng thứ hai, là mình mang về được 10 triệu tiền thưởng. Bây giờ mình có đi tiếp nữa hay là không? Mừng lắm rồi. Đi về bán chè, nấu chè, bán cũng mời bữa nay nghỉ mà. Chưa phải bán xôi hả? Nó mời quá, bán chè. Chưa phải bán xôi dính chó trên hả? cô thông minh lắm, cô nghĩ ra cái ý thông minh lắm. Mặt dầu với lại mặt mỡ đó. Rồi dù rằn với dù sọc đó. Rằn ri rồi sọc rồi đó. Rồi đó, ừ đó. Bây giờ tiếp đi, thiệt. Đang vui lắm, dễ cười lắm. Tiếp đi, 10 triệu. Mà có không? Cô còn chuẩn bị gì nữa không? Còn chứ, dễ còn gì không? Còn nghèo mà không dám. Bây giờ nó có hai phương án. Một là lấy tiền xong diễn tặng một cái cho chương trình cho mọi người vui. Hai là cảm thấy vui chơi tiếp, tại vì bây giờ còn 20 triệu, 40 triệu con chưa trao cho ai hết. Thiệt, quá trời tiền. Đang thèm trao giải lắm. Asanzo quá trời rót, quá trời vô đây mà không diễn luôn. Ừ, tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Tao coi nói với con Trang, Trang quên rồi, tao ghiền quá rồi. Trang quên rồi hả? Ghiền luôn thôi. Hai đứa nó cứ nói Trang biết rồi, nó tụi cưng ghê luôn, bữa nay tao gặp mày. Ông hai đứa này như không khí vậy. Trời ơi, hai đứa bay tao coi với tao khùng mà Giang ở ngoài đẹp hơn ở trong TV nữa. Trời ơi, tao khùng. Mà đứa này sao? Đứa này biết đẹp. Sao không? Đứa này sao? Coi, đứa này. Tao bán chè mà lát nhát nhìn đi rồi đó. Đất Thành với Hai Quan, hỏi cho Hai Quan cứ nói anh cứ anh chửi em khùng hoài, ngồi cho dám giám khảo. Còn anh mày nói con mắt của mày á, mắt người ta là cửa sổ tâm hồn. Còn em của bà, mắt của ông Thành á là cửa cái của tâm hồn. Cửa cái luôn. Ý là nói mày làm chương trình gì mày cũng ngồi mày khóc trước hơn người ta hơn. Ông mê mày lắm luôn. Bữa nay, ông nào? Ông anh rể mày quên rồi hả? Mày biểu tao thì lấy ổng, em nói chị lấy ổng đi. Trời tuy ơi. Rằng cái dễ bể là hồi đó là tôi xúi bà lấy chồng bà đó. Mày biểu tao lấy ổng rồi giờ mày nói bà ông nào? Lỗi chị em quên, xin lỗi chị. Dạ, xin lỗi. Phải không? Họ Quỳnh mình đọc ha, người nào cũng thông minh ha. Dạ, tôi nói, ủa chị họ Quỳnh luôn hả? Quỳnh Thị Kim Dung, chị của Quỳnh đó nha. Bây giờ có thi nữa không? Có gì? Mình nấu dốc miết rồi nghe. Nãy giờ là chưa có vô vấn đề chánh, nó có thi nữa không? Có, nãy nó thi rồi. Thi không? Thi luôn. Thi luôn không? Được à. Tụi em là coi như là rất là nghe, tụi con là rất là quý cô rồi đó nghe. Đang là mê lắm rồi đó nha. Em mà sao kêu bằng cố? Em trai là người cũng vô mê. Nói chuyện kỳ lộn. Chế. Em là coi như là mê chế lắm rồi đó nha. Nãy giờ là dành trọn thương yêu rồi đó. Nãy giờ thấy chế thanh xuân lắm rồi đó nha. Nhờ hai đứa luôn, tao nói bán chè lẩm bẩm như con điên. Nhờ vậy mà trẻ nó đỡ bệnh đó. Không thiệt á chứ, vui đỡ bệnh. Hay lắm, lúc nào ông láp nháp riết gì. Dạ, kệ đi sao đâu, tối về đừng nói ông nghe là được rồi. Để ông ngủ, phải không, tội nghiệp, tao đi làm. Nhưng mà tiếng luật dễ thương ha, cưng. Cưng á. Mê là mê tiếng luật phải không? Trời ơi, tiếng luật này thôi, khỏi nói mày với Trang thôi, mày chết. Có bao giờ, nãy giờ tiếng luật đứng dưới chắc mà đè mà quýnh quá thiệt á. Rồi bây giờ nó sao? Cao quá, tự nhiên nó không có gần nữa chứ. Dạ, giống y anh hai ta à. Nó đậu giống y anh hai hay mày ha. Mình bớt bàn gì ai chơi được đi. Rồi 60 giây bắt đầu. Con mà cười được cho cô có tiền là con cười nãy giờ 80-90 lần rồi đó. Dạ rồi, mời cô. Tay ông bỗng nhiên bưng ly rượu rưng rưng tan vỡ trên bàn. Vừa xúc động nỗi niềm riêng mà ông vượt alo gì vậy.
tự nhiên, rất là tự nhiên. Chịu, chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu.